Chỉ trong tháng 1 và tháng 2, toàn tỉnh có hơn 650 lượt bệnh nhân đến các cơ sở y tế trên địa bàn tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại, trong đó có hơn 180 trẻ em dưới 15 tuổi. Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm nay, số lượng người đến tiêm vaccine phòng dại tăng đột biến, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 3 năm 2024, riêng cơ sở tiêm chủng dịch vụ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã thực hiện tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại cho trên 150 người với gần 500 mũi tiêm, trong đó trẻ em dưới 15 tuổi có 45 cháu. Do việc gia tăng đột biến các trường hợp chó mèo, cắn phải tiêm vaccine phòng dại, nên đến thời điểm này, tại một số trung tâm y tế huyện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang cạn nguồn vaccine phòng dại. Hiện các đơn vị của ngành y tế đang chờ hướng dẫn mới từ Bộ Y tế để tiến hành đấu thầu vaccine năm 2024. Trong khoảng thời gian này, người dân khi bị chó, mèo, cào cắn cần nhanh chóng rửa vết thương với xà phòng liên tục 15 phút hoặc có thể xối rửa vết thương bằng nước thông thường, dùng dung dịch iốt hoặc cồn 70 độ sát khuẩn lên vết thương, không khâu và băng kín vết thương, sau đó đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn càng sớm càng tốt.